Rồi xin chào tất cả anh em nha. Nay em quay cho anh em mình xem một con máy băm cầm cây ha. Đây, có số chạy ha. Động cơ xăng Honda. RX 160 ha anh em. Đây, Thái Lan Honda. Đây, Thái Lan ha. Đây, con này là Honda Thái. Thì con này em lên cho anh là một cặp vỏ mới rồi nha anh em. Đó, mâm vỏ mới hết. Thông số vỏ là 400/7. Thì nó có cái một bộ nhôm siêu cua theo nè. Đây hộp số chạy ha. Như đây là bánh lái. Tắt máy. Thì số chạy nó có hai số, một số lùi với một số tới nha nè. Đây gạt qua phải là đi lùi ha, bên giữa là mo mát số, rồi qua trái là đi tới ha. Anh em vô số là mình bóp cái Amazon này là cho nó đi nè, rồi mình thả xuống là nó ngắt ha, nó dừng lại. Còn cần Amazon mà để cho nó chạy cái dàn dao cắt đó là cần này nha. Đó, kéo qua về là nó vô dao nè, về là ngắt dao. Con này nó xài cuốn là bánh răng ha. Đó, ngang là 20, cao là 10 nha anh em. Nó băm được cành cây là khoảng 4 cm đổ lại ha, 4 cm đổ lại ha. Đấy, băm cành cây, băm tàu dừa, băm cỏ rồi băm cây thuốc rồi. Đây cái này là cái vô cuốn nè, anh em gặt này á nó mới cuốn chạy phần chạy cái mà cuốn dây cuốn cỏ cho được ha. Cái mỏ này để mình chỉnh cho nó ra nó xa cao thấp nè. Rồi cho nổ đi. Nổ luôn. Đóng ngay giờ. Honda thì nó phải xài hàng thương hiệu xưa giờ là nha anh em, xài nó cực kỳ bền luôn ha. Thôi chạy đi, lên miếng ga chạy đi. À, chạy tới ha. Quay đầu lại luôn, quay đầu lại. Rồi xuống xe đi. Đấy một hồi em ra em thử em cắt cho anh em mình coi luôn. Dê chưa? Dê. Chưa vô số lùi. Chưa vô hết số. Đó là đi tới thả tự đi luôn. Ngon ngắt đi. Vừa thôi. Rồi thả lên tới đi luôn, thả luôn đi. Thả ra luôn. Đó nè, nó đi thẳng nè. Rồi chạy ra ngoài băm thử luôn. Để mà băm test thử cho nên mình coi luôn ha. Đó luôn vô trong kia kìa. Đây nè chỗ đá nè. Rồi. Xe.
bấm lại anh em. Đây đây đây. Lên ga cho nó nha, mình anh em bấm lại, anh em lên cho anh miếng ga. Đó là vô càng bấm. Càng số. Vô cái này là nó mới cứu được nha. Anh em mà muốn cho nó bấm cao lên đó thì mình dỡ nó lên cao ha, còn mình muốn cho nó thấp xuống mình chỉnh nó xuống nè, chỉnh này nè đó, và nó sẽ dằn xuống dưới đất ha, mình thả xuống không. Con này thì anh em nào mà dọn vườn á thì thích hợp luôn ha, bấm mấy cành cây cây tiêu rồi cây cà phê rồi á, bấm cái cành cây là nó bấm được ha. Thử cây khô nè, cây khô nè, thử thử cái cành cây khô nè, nè nè giết luôn, mấy máy mạnh mà lo gì, máy mạnh vô. Đó. Ngọt chưa? Thôi luôn rồi nè. Đây, đây, đây. Nè nè nè, giết luôn, thấm luôn đi. Bẻ cho nó gọn vô, nó vô rồi. Đó, anh em thấy không? Nó bầm rất là mạnh luôn ha. Để tắt máy cái. Đó nè, công tắc nè, tắt mình bật xuống ha. Nổ máy mình bật lên. Nè, nó bấm nè. Tơi hết luôn nha anh em. Đó, nè. Đó, nó ra như đây nè. Thì con này anh em nào mà dọn vườn á là cực kỳ ngon luôn ha. Bấm cành cây cà phê, cái tiêu đồ. Bất cứ cành cây nào nó bấm cũng được hết ha. Cái khô bấm được luôn nha anh em. Đó, cành cây là nó bấm ok hết à. Tầm khoảng 4 cm đủ lại ha. Đó. Bấm tàu dừa đều được hết, bấm cây chuối nhỏ rồi đó. À, có số chạy luôn ha, để mình di chuyển những cái địa hình mà nó khó đi á, như đường đá rồi nè. Đó, đường đá ô gà đồ nó khó đi, còn anh em nào mà đường đẹp á, đường bằng thẳng á, ít đá ít ô gà thì mình lấy cái vàng mà không có hộp số thì là nó sẽ rẻ hơn ha, giá thành nó sẽ thấp hơn ha. Đó, thấp hơn vài triệu nha anh em, còn mà thì có hộp số thì nó cao hơn vài triệu ha. Rồi đó, thì anh em nào mua thì cái việc alo qua số điện thoại 0373 453 633 nha anh em, hoặc là 0933 351 76 ha, mình sẽ báo giá cho anh em nha. Đó, con này là động cơ Honda luôn, xài cực kỳ bền.
siêu tiết kiệm xăng luôn ha. Honda là hàng thương hiệu xưa giờ rồi. Đó. Công suất của nó là 5,5 HP ha. Bấm rất là khỏe luôn.